em chào buổi sáng các chị yêu nha. Rồi thấy like của em là phải vào liền biết chị ơi. Còn gì ngoài vô xăng xe đúng không ạ? Livestream là chỉ có vô xăng xe thôi, và cũng như là giới thiệu mấy cái sản phẩm mới về. Đặc biệt hôm nay là có giá từ 69k rồi 99k, nói chung là nhiều giá lắm. Tầm 300 đổ về thôi nha, 300 đổ về cho em thôi, khỏi cần nghe giá cũng mua được đồng ha. Rồi đặc biệt mẫu đầu tiên của em đây là nhiều chị khách hỏi nhiều lắm nha, ngày nào cũng có khách hỏi. Hôm nay em còn hai cái cho mình, 1296, có chị nào chưa có cái vest đỏ đô này không? Trời ơi chưa có là tiếc lắm, chứ em về cũng nhiều mà giờ nó hết sạch trơn luôn. Em về màu nâu vàng nó cũng hết rồi, giờ tới cái màu đỏ đô của em cũng hết sạch, bữa giờ nay mới có hai cái đó, một XL và một cái size 2X các chị yêu nha. Cái váy em đang mặc nó còn hai cái, một XL với một cái size 2X. XL em mặc đây nè, nó hơi rộng em phải bó cái kẹp phía sau lưng nha. Rồi hôm nay em sale luôn, em còn hai cái nè. XL của em thì eo được tầm 78, eo tầm 77-78 độ về đối với cái XL ha. Còn cái 2X này để em đo coi, 2X này thì em thấy nó cũng hơi to, 2X eo các chị tầm eo 85-86 độ về cho em nha. 2X eo 85-86 độ về em sale luôn, 199.000 đồng giá vẫn vậy nha. Giá vẫn đang sale chứ không có tăng lại, bình thường 300 đúng không? Nay còn hai cái em xả luôn, 199k. 1296 các chị nha, cái này hàng hiếm nè. Chiều nay các chị coi lại là em sợ hết rồi đó. Hai cái cho các chị yêu luôn, 1XL 1 2X. Mình xem like của em nhớ chấm bài tương tác nha cả nhà ơi. Nhớ chia sẻ like chấm bài tương tác cho em nha. Ở đây các chị chấm bài là em không có được tiền đâu, nhưng mà em được là được cái lượt tương tác với khách á. Mình cũng tương tác với em được, để khi mình đặt hàng em thấy. Chứ khách em bữa giờ hỏi em, ủa sao chị không thấy, nó thông báo em livestream luôn, trong khi em like chắc nửa tiếng rồi mới thông báo. Đó, nó hơi chậm chút, dạo này Facebook nó bị bóp tương tác dữ quá, nên là mấy chị mình ráng tương tác với em ha. 199k, 1XL, một cái size 2X, giá vẫn 199k. Dạ em chào chị Sang nha. Rồi đây là 1296 của bên em nè, cổ vest màu đỏ đô nha. Hàng hiếm mấy chị ơi, hàng hiếm, 199.000 đồng nha. Size XL là eo dưới 78. Em chào chị Mai nè, chào chị Ngọc Hà, chào chị Nguyễn Hằng luôn, chào chị Tiết Nga luôn. XL em đo rồi, cái em đang mặc em đo rồi, eo tầm 77-78 là XL, giá 199. Còn cái 2X em đang cầm là eo được 85-86 luôn nha. Cái 2X này nè là eo 85-86 luôn, giá cũng là 199k đó. Rồi bây giờ có mẫu được chưa? Ai chưa có mẫu nào thì lên đơn sớm cho bên em nha. 199k, hàng hiếm, hàng hiếm mấy chị ơi. Khách em hỏi nhiều lắm luôn á, giờ em mới có hàng cho mình á. Ui trời, ui. Để em xíu nha, cái điện thoại này. Rồi, mã số là 1296 các chị yêu nha. Rồi em có hàng mới về, hàng sale nhiều lắm. Mình có muốn em lên cái mẫu nào không? Mình có thích cái màu nào, cái hoa nào thì nói cho em luôn để em mặc đúng ý của mình. Chứ bây giờ em không có biết là chị này thích cái này, chị kia thích cái nọ thì em sẽ không có biết hết được nha. Nên em cứ lên ngẫu nhiên vậy thôi. Còn nếu có chị thích lên cái nào mình nói thẳng với em mặc cho mình coi cho nó dễ luôn. Em chào chị Trần Trang ạ. Váy đang mặc là 199k nha. Rồi tiếp tục em lên váy khác nha cả nhà. Mình nhớ chia sẻ like cho em nha. Này váy gì đây ta? Ây da, để em coi coi. Size XL nè. Cái này size XL nha các chị yêu nha. Mà sao thấy eo hơi bé, thấy eo hơi bé nha. Thôi để em sale luôn. Các chị nào nhớ cái mã số này không ha? Hình như em nhớ mang máy nó là 1244 thì phải. Xanh này nè, xanh hoa trắng nè, đầm von. Có cái dây cột eo, cái mẫu này không có sợ rộng eo mấy chị ơi. Đây nè, eo mình nhỏ không, cột lại cho em là xong, 99k luôn. Lẻ lẻ sao 99k luôn. Mẫu này chị mặc đẹp lắm, ai cũng khen. Đó, thấy không, khách em mua rồi khen kìa. Em cảm ơn chị Ngọc Hà đã ủng hộ sáu bạn. Em mượn comment của chị Ngọc Hà, em ghim phía dưới coi. Khen cái là phải ghim liền. Rồi, bây giờ cái của em đang mặc á là 1244 nha. Em nhớ không lầm thì là nó đó. Thôi kệ, cứ đặt cái mã này cho em đi. Rồi, còn một cái size XL. Nhưng mà cái này eo chắc cỡ tầm là 76 độ về thôi các chị yêu ơi. Eo dưới 76 cho em nha. Ủa, đây thêm cái nữa nè. Đây thêm cái nữa, à cái này sai, à cái này nó bị, cái khóa nó bị lỗi rồi. Cái này khóa lỗi chút nên em giới thiệu sau ha. Còn cái của em đây á là size XL eo dưới 76 cho em nha. Eo 75-76 độ về cho em ha, xả luôn 99k cho mình luôn. Đầm này đầm suông các chị nha, đầm suông.
1244 cái chị nha. L7576. Em sale với giá tiền là 99k cho mình luôn. Rồi, mã số 1244. 1244 còn một cái nha các chị. Mặt suông rộng thì mình thắt cái nơ này cho em lỏng thôi. Còn mình muốn ôm eo thì cột nó lại cho em, xít nó chặt vô. Nó ra dáng ôm eo liền ha. 99.000 đồng luôn nè, 99k luôn. 1244 cho em nha. Em 7576 đổ về chị Thông Nguyễn ơi, có một cái hả? Có một cái là không có nhiều nha, đúng một cái luôn. Em sale cho mình với giá tiền là 99k. Em sale cho mình với giá tiền là 99k nha. Ai chưa có lên đơn cho em nè. 1244 đầm von hai lớp tông xanh này, mặt tươi nè, trắng da trẻ ra luôn nè. 1244 cho em nha. Giống đầm bếp vàng không em? Giống chị không phạt. Cái đó là một cặp á nha, cái 96 với mặt với cái nâu vàng chị mua là nó y đúc nhau luôn ha, về cùng đợt mà, cùng đợt cùng kiểu cùng chất liệu luôn, nó khác mỗi cái màu thôi đó chị, yên tâm. Nâu vàng mà chị thích là cái 96 về là chị mê luôn ha, nó chỉ khác cái màu thôi. Rồi em mặc là 99k, bây giờ em qua mẫu khác nha. Có một cái hả? Có một cái này là XL là nó không có bị gì hết. Em còn một cái size M nhưng mà nó hơi bị lỗi một xíu. Cái đó chút xíu có gì em mặc riêng ha. Rồi 1244 em mặc là 99k nha. L7576 độ về cho em thôi. Em thấy cái vòng nó hơi bé một chút. Rồi đây tiếp tục là một em váy caro. Một em váy caro rất là xinh. Đây. Em caro này hôm nay em sale luôn 159k cho mình luôn. 159.000 đồng nha cả nhà, caro đen ha. Cái kiểu này em may là cái tà giống như là đuôi tôm á mấy chị. Tức là tà trước ngắn tà sau, tà trước ngắn hơn tà sau á. Rồi hôm nay còn 3 size nè. Hôm nay còn 3 size, em sale 159. Cái đỏ hả chị? Cái đỏ có một cái thôi ha. Cái đỏ có một cái thôi, mấy cái mà lẻ size á. Em đây nè mấy chị, cái mấy cái mà lẻ size mấy chị mình nên đặt trước nha, chứ mà tư vấn xong rồi mới đặt á sợ hết lắm nha. Nhiều khi trong cái thời gian mình đang tư vấn là người khác chốt mất tiêu rồi nha, nên là cái chị lưu ý giúp em cái nào ít ít mình xí chỗ mình đặt trước đó. Đỏ đô giá 199k chị yêu nha. Cái em mặc đẹp lắm chị mới nhận nè. Dạ em cảm ơn chị Dương Vi ạ. À, đây là màu đỏ đô này chị ơi, đỏ đô đây chị Thanh Nga nè. Có hai cái thôi hà, một XL với lại một cái 2X thôi. Giá thì em sale là 199 nha. Đó, hai cái chắc hết rồi quá, em thấy khách lên đơn quá trời luôn. Lên đầm màu đen đằng sau hả chị? Màu đen đằng sau. À em nhiều đen quá, không biết chị thích cái đen nào ha. Em có cho mình là đen nhung. Ôi trời. Một cái đầm ôm suông nhung kim tuyến. Đây ha, em cầm sơ sơ cho chị coi mấy cái đen. Rồi chị coi thích cái đen nào luôn nha. Em nhiều đen quá nè. Rồi đây là đen nhung kim tuyến nè. Đen nhung trơn nha. Đây là đen nhung trơn, đây là đen nhung kim tuyến. Đó là hai cái nhung ôm. Đó. Cái này cũng là ôm suông màu đen luôn, nhưng mà lấp lánh ít hơn chút. Cái này nó lánh không có bằng cái nhung đâu. Đây cũng là đen kim tuyến luôn, nhưng mà ít lấp lánh hơn. Đây là đen đuôi cá. Đen đuôi cá đỉnh ngọc trai eo. Đó, xương xương là tới bốn cái đen rồi phải không? Chưa hết. Em cầm một cái đen cổ vest xòe nha. Đen cổ vest xòe, cái này cũng gần hết hàng, mỗi size còn mười mấy cả thôi hả. Đó là mấy cái đen ta. Rồi sơ mi sọc đen, sơ mi sọc đen ha. Có một cái nhung mới về nữa. Em mới về thêm cái nhung tay lưới nữa, đẹp lắm. Đâu rồi ta? Đây. Em mới về cái nhung xòe này tay phối lưới nè, ba ba cho mình nè, dễ thương lắm chị. Nhung xòe mới về. Đó, chị thích cái nào không? Trong mấy cái họ đang chị cân được cái nào không thì em giới thiệu luôn. Còn bây giờ em đang mặc là caro đen ha, caro cổ vét nè, tà trước ngắn hơn tà sau. Cái mẫu này nó chỉ có duy nhất một điểm các chị cần lưu ý giúp em là cái độ dài của váy ha. Mình coi cho em coi là mình thích cái độ dài này hay không. Chất thì không cần lo nha, chất không cần lo. Size cũng là size bình thường. Chỉ có duy nhất một cái là cái độ dài váy phía trước nó hơi ngắn hơn cái tà sau. Thì chị nào mà cao mét 6 á, mình mặc giống em nè. Em cao mét 6 tròn là trên, phía trước nó sẽ trên gối một chút xíu, các chị coi thấy không? Đó, em cao mét 6 là trước trên gối một chút nha. Chị nào mét 6 là giống em nè. Còn không á, là mét 5, 5, 5 thì sẽ tầm phủ gối, không sợ ngắn đâu nha. Chị nào mét 5, 5, 5 thì cứ vô tư đặt hàng cho em. Có size 60 đổ lại. Có chị nào mà dưới, à trên mét 6 á, thì mới suy nghĩ lớp em coi là thích hay không. Trên mét 6 mặt thì nó hơi ngắn một chút nha.
em có nói trước để mất công mình nhận hàng mình lại bảo nó ngắn á, thì em có nói trước luôn. Rồi mã số là 1324 nha, Caro 159k nè, Caro 159.000 đồng luôn. À, chị Hiền Lê, chị mua bán dung đó rồi, đang hóng nhận hàng nè. Hôm nào nhận hàng nhớ chụp hình gửi tặng em vài tấm chị yêu nha. À, em mặc bao nhiêu tiền? Em mặc có 159 à, cái này rẻ lắm luôn á, mới, hàng mới luôn. Mà chỉ có 159 thôi, bây giờ còn 3 size M, L, XL, chị nào dưới 60 đặt cho em nha. Dưới 60kg mà đặt hàng cho em cái váy này caro đen các chị nha, 1324 caro đen, dễ thương lắm. Nếu mà các chị thấy cái độ dài của nó không có ảnh hưởng gì hết thì mình cứ đặt hàng thôi. Tại vì nhiều chị thấy này nó hơi trẻ, mấy chị trung niên bên em thấy cái váy này hơi trẻ nên là không có chuộng lắm. Nên thôi em sale luôn, 159k nha. Mẫu sọc phong rất đẹp, em cảm ơn chị Huỳnh nè. Đó thấy không, khách em nhận hàng gì nó không khen hết trơn. Thật sự luôn, nó chỉ có một điểm là cái độ dài này thôi, là nó hơi trẻ thôi, chứ cái đầm nó không có bị gì hết trơn á. Nếu các chị thấy mặt ngắn bình thường thì có thể chọn thử cái caro này ha, 159.000 đồng nha. Sơ mi đen hả chị? À, cái sơ mi sọc này đúng không? Cái này size lớn, ở đây size của em đây. Ok, để em chút nha. Em mặc là cổ vest nha, còn này là sơ mi là sọc, còn em mặc là cổ vest caro. Đó, như vậy cho nó phân biệt giữa hai cái nha. Chị Linh Linh, đầm này chị nhận rồi, xinh lắm sáu, em cảm ơn chị yêu ạ. À, rồi bây giờ em coi cho mình coi cái sọc đen nha. Cái sơ mi sọc đen này là chất thun Mỹ nè. Đây là một em váy sơ mi suông nha các chị. Trừ hai cái sơ mi sọc trắng sọc đen ra thì tất cả các mẫu sơ mi khác đều là sơ mi xòe nha. Em đang có rất là nhiều sơ mi luôn, nhưng mà đa số toàn là sơ mi xòe không hà. Có hai cái sọc này là form suông suông nha mình nè. À, đây, sơ mi sọc đen của em là form suông các chị yêu nha, mã số 1291. Đặc biệt hôm nay em giảm 179k luôn. Màu xanh bông hả chị? Màu xanh bông. Cái này hai chị hai xanh coban này đúng không? Nếu mà đúng thì chị ghi giúp em là ok, xanh coban em lên liền nha, sau cái này em lên liền. Còn nếu không phải thì phía bên này cũng có mấy cái xanh bông, không biết chị hỏi thế nào. Cái này là xanh đuôi cá nè, xanh đuôi cá nè. À, cái này gọi là giờ hai cái này đều là xanh đuôi cá hết. Này là suông, xanh hoa đuôi cá suông ha. Còn này là ôm đuôi cá. Đó, chị thích cái nào nói em nha. Rồi, bây giờ cái của em nè. Bây giờ cái em đang mặc đây á, mã số là 1291. Sơ mi form suông nè, các chị mặc giúp em là mặc suông trơn như vậy nó cũng đẹp lắm luôn rồi nha. Còn không thì mình cột cái sợi dây này vô cho em, nó sẽ có một cái điểm nhấn lên. À ok rồi, đợi em sau cái em lên nha. Em chào chị Sơn Thủy ạ. À, đối với cái sơ mi này thì em thấy chị nào cũng hợp hết trơn á, không có chị nào kén cái này đâu. 1291 nha. Em còn 4 size cho các chị mình luôn. 1291, 65kg độ về cho em nha, 179.000 đồng full size luôn, 179k. Em chào chị Cà Rốt nè, tên dễ thương quá à. Đó, sơ mi sọc đen nha cả nhà, xinh ha. Cột dây hay không cột dây thì cũng đẹp rồi. Em sale có 179 thôi đó, mà full size cho mình luôn. Từ 40 đến 65kg mặc vừa nha. 1291 kèm điện thoại giúp em. 1291, em chào chị Bảo Khang ạ. À, chị 52kg mặc size nào em? Dạ 52 thì chắc là size lỡ. Tại vì bây giờ em chưa có tư vấn kỹ cho mình được, tại em chưa có biết mình cao bao nhiêu, em bao nhiêu đó. Nhiều khi hai cái số ký mình giống nhau nhưng mà hai cái chiều cao khác, hoặc là hai cái eo nó khác thôi, là phải mặc hai cái size khác nhau rồi đó, nên là em chưa có tư vấn kỹ bây giờ được ha. Chị cứ yên tâm là sẽ có nhân viên tư vấn cho mình nha, chọn được cái size vừa rồi thì mới chốt đơn nha, yên tâm. Không vừa là không tốn tiền đâu, vừa mới tính ạ. Chị Trang Lê, dạ em chào chị luôn ạ. À, rồi đây là 1291 full size, 179.000 đồng. Nói chung là cái chị mua trong like của em á, bèo bèo mình cũng giảm được 100-200 cho một đầm luôn. Ít lắm luôn thì cũng giảm cho mình được 50k. Thiệt, ít nhất lắm luôn, các chị mua trên like cũng rẻ hơn tại shop 50.000. Lúc nào cũng phải rẻ hơn hết trơn á. Nhiều là rẻ hơn 100-200 luôn. Như cái váy này của em nè, tại cửa hàng em đang bán là 350, nhưng mà trên like chỉ có 179.000 đồng thôi. Chị Mai Phạm lấy cái 91 của em ha, 179k nha cả nhà. Giờ mấy chị thấy cái đồng này của em mặc rất là xinh đúng không? Nhưng mà mình đang suy nghĩ xong, mình sợ là mua trên line nó không có được ưng ý. Giờ các chị chạy xe, xách xe qua shop em mua.
Thì em có nói trước qua shop em, cái sơ mi này cũng giống như em mặc trên live thôi, nhưng cái giá của nó sẽ là 350 tại cửa hàng nha các chị. Tại cửa hàng các chị mua nó tầm 300, 350, 400 không hả? Chứ không có 100 mấy tại shop đâu, trên live mới 100 mấy thôi. Dạ 179k trong thời gian live nè. Tắt live cũng về giá cũ nha. Chất vải này là chất thun Mỹ, chị có mua cái nào thun Mỹ của nhà em chưa? Cái vải này là nó dày dặn ha, không có nhăn, cũng không mỏng, không cần lót ở trong luôn. Nó có co giãn nhẹ luôn ha. Chất này cũng có về mấy đợt rồi, không biết chị có mua thử chưa? Thun Mỹ chị yêu nha. 1291 kèm số điện thoại cho em nha. Sơ mi sọc đen mã số là 1291. 1291 cho chị Thuận Nguyễn nè. 47kg mặc size M cho em chị ơi, có size luôn. Có size luôn chị cứ yên tâm nha. Chị Uyên Ngọc chốt 1291 em đang mặc luôn nè. Rồi bây giờ hôm qua nha, mỗi một đầm em sẽ mặc được tầm 1 đến 2 phút thôi hà. Nên là các chị mình cứ yên tâm, thích cái nào nói em giới thiệu cho mình luôn ha. Với lại em cũng qua mẫu rất là nhanh, nên là các chị không có sợ chờ lâu quá đâu. Mình ưng cái nào mình cứ nói em đi. Thay hết cái này em qua cái nọ cho mình coi. Rồi lên cái xanh coban cho mấy chị coi nha. Xanh coban hoa hồng. Đây là cái mẫu em về hai đợt. Em đang mặc là cái lô thứ hai rồi nha. Em mặc đã là cái của lô thứ hai rồi, tức là hơn 1.000 cái sản phẩm này em về. Em tung lên thị trường cho các chị yêu là hơn 1.000 rồi đó. Bây giờ mỗi size còn sót lại có mấy chục cái thôi hà. Em cũng sale giá có 199 thôi chứ không có tăng ha. 199.000 đồng váy của em luôn. 1306 cái này là váy von nha. Cái xanh của em á là von hàn hai lớp. Von thì nó mỏng cho nên là phải bắt buộc phải có lót ở trong nha. Rồi 1306 nè, von hàn hai lớp nha cả nhà. Đó, cái nào mỏng là có lót, còn cái nào mà dày dặn sẵn rồi thì em không cần lót luôn, lót vô nó dư, nó nóng với chị không cần lót nữa. Em chào chị Vân Anh nè. 199k nha chị yêu ơi. 199k váy này xanh coban hoa hồng. Khóa nằm phía sau lưng của em nè. Đó, màu dễ thương không? Chị em thấy cái màu này nó xinh quá trời luôn mấy chị ơi. Chị nào chưa có cứ lên đơn đặt hàng cho em nha. Bao chất toàn quốc luôn, mặc sao giao vậy cho mình ha. 1306 ạ, 1306. Đen đuôi cá hả chị, đen đuôi cá? À, cái váy này em chưa có mặc nè. Đây phải chị hỏi cái đen đuôi cá này không? Cái mẫu này thì vô tư. Mẫu này á, khoan khoan để em coi, nếu mà nó còn 2 ít á. Để em coi nha, 1326. Cái mẫu này vô tư chị nha, tại vì em tính là size chuẩn, em chưa có cộng thêm co giãn vô nè. Eo 85 tặng eo 85 đổ về cho em nha, eo 85 đổ lại. Chị Nguyễn Mai phải chị hỏi cái đen đuôi cá eo đính ngọc trai không? Đúng cái này rồi thì em có size được tới eo 85 luôn. Số ký là dưới 65 ký mặt vừa chị yêu nha. Em chào chị Cẩm Nguyên nha. Rồi đây ạ, chị hỏi đen đuôi cá này đúng không nè? Nếu đúng thì ok cho em, rồi em thay cho chị coi luôn nha. Hết cái này em thay cái mẫu khác liền luôn. 1306 em mặc hả chị? 199k nè. Chị Ngọc Hà lấy cái 91 sọc đen nè. Xem lại vết đỏ hả chị? Không có còn đâu chị ơi. Cái vết đỏ chỉ có hai cái duy nhất thôi chị yêu ạ. Cái vết đỏ em có hai cái thôi nha. Còn em có lúc nãy em mặc vết đỏ là có một cái size XL và một cái size 2X. Thì em thấy là khách lên đơn rất là nhiều rồi. Em cho chị coi lại thì được á. Nhưng mà em không có đảm bảo là mình đặt hàng thì em có chốt được hay không nha. Cái này em có nói trước. Tại vì nhiều khi cái đồng nó có một cái hai cái thôi thì tất cả các chị khách bên em ai cũng muốn có hết trơn á. Em đâu có chắc chắn là chị nào được chốt đơn đâu. Em chưa kiểm tra là mình chia sẻ cho em chưa, hoặc là mình đặt hàng đúng hay không nha. Đây nè, đó đúng ở đây là đúng cái mã số, cái số điện thoại của mình. Nhiều khi mấy chị comment nhanh quá nó bị sai một con số, hoặc là gọi điện thoại cho mình không có nghe máy được là em không có chốt đơn nha. Đây màu đỏ nè chị, màu đỏ nè em có hai cái. À cái 2X có người chốt rồi. Cái 2X đã có một chị khách được chốt rồi. Em còn một cái size XL chưa thấy ai chốt. Eo dưới 78 giúp em nha. Nãy giờ thấy khách lên đơn quá trời. Có chị nào eo dưới 78 không? Còn cái XL eo dưới 78 nè. Còn cái size 2X thì em đã bán rồi nha. 1296 vết đỏ đô. Cái này đẹp mấy chị yên tâm, nhận hàng không có thất vọng đâu, thiệt sự luôn á. Chị nào mà mua đồ là biết ha, nhận hàng là thích liền. Em về tiếp 3 4 màu bán hết sạch luôn rồi đó mấy chị yên tâm nha, hàng bao chất lượng luôn. Giá thì có 199k thôi chị yêu nha. Cái đen đuôi cá này thì cũng chỉ có 199 thôi chị yêu ơi, có 199 à. Lấp lánh kim tuyến luôn, đợi em chút em giới thiệu cho mình. À đem cho chị coi cái mặt sau của nó đi, mặt sau mình coi á. Nó sẽ lấp lánh nhiều. Đây nè, các chị coi giúp em nè.
Đây nha. Đó. Đây cái độ lấp lánh mấy chị thấy không? Độ lấp lánh như thế này, mặt rất là xinh luôn ha. Kim tuyến lấp lánh cho mình nè, nhưng mà khi mà em like cam trước thì không thấy. Cái vải này nè, đó, lên like thì không thấy lấp lánh. Dạ 199k váy của em bây giờ qua mẫu nha. Xanh coban 1306. Xanh coban 1306 nha các chị, em sale 199.000 đồng nha. Mình đặt sớm nha, tại vì em tắt like là em không có nhận đơn sale nữa. Vậy nào mua chậm có nó về 300 ổn lắm. Em đang sale có 199 à. Mình không mua giờ hồi nó về 300 á. Rồi đây, em lên cho các chị cái váy khác nha. Đây, đuôi cá màu đen. Đuôi cá đen này là chất Ataxi kim tuyến các chị nha. Vải nào mà các chị thấy mà nó vừa co giãn vừa lấp lánh á, thì bây giờ duy nhất chỉ có một cái chất này là Ataxi kim tuyến nó làm được điều đó thôi nha. Chưa có cái chất nào qua lại được hết trơn á. 1326 vải kim tuyến của em nè. Đây kim tuyến. Kim tuyến của chị Nguyễn Mai hỏi nè. Đây là đầm mà ôm body nha. Ôm body đuôi cá các chị yêu nha. 1326 chất này mềm, không có ngứa nha, co giãn lấp lánh nhưng mà không hề ngứa xíu nào hết trơn á. Em chào chị Quốc Thịnh nè, giá tiền thì 199k thôi. Do nó có co giãn thành đâm ra em mặc nó hơi rộng chút với chị nha. Phải có cái kẹp phía sau mới vừa. Đuôi cá phía dưới nè. Ôm đuôi cá nha, eo đính ngọc trai, eo xếp ly đính ngọc trai. Đây kim tuyến cho mình. Thấy rõ không mấy chị đẹp không? Xuất sắc ha. Thì giá hôm nay em sale chỉ có 199k thôi. 199k mà full size luôn. Em có full size các chị yêu nha. 199.000 đồng. 65kg độ về cho em là vừa nha. Eo dưới 85 cũng được nha. Eo 84-85 cho em. Thật ra là nó có co giãn á. Nhưng mà vì cái dáng này là cái dáng body nên em không có tăng nhiều. Tăng nhiều sợ mấy chị mặc vô nó căng quá, nó không có được đẹp cái form. Nên là em chưa hao. Chị nào dưới 65 mặc đẹp giúp em luôn. Em chào chị Lê Mai nha. Rồi 51kg bao vừa luôn. 51 bao vừa, 65 đổ về vừa. Chị cứ yên tâm. 1326 body. Body đuôi cá nha, màu đen kim tuyến. Chị Suri, đầm này chị mới nhận hàng. Ở ngoài lấp lánh đẹp lắm em. Dạ em cảm ơn chị yêu. Nhiều khi ở trên live mấy chị không thấy được cái những cái đặc điểm của đầm á. Nhưng mà khách em nghe em giới thiệu xong rồi quyết định mua. Đến lúc về nhà thì bất ngờ là nó quá đẹp luôn. Mà trên live thì nhiều khi không có thấy hết được. Như cái này lấp lánh ở trong live thế đó bình thường thôi. Ở ngoài nhìn ưng lắm mấy chị ơi. Giá tiền rẻ 199k. Chị Nguyệt Ánh, tối qua chị mới đi đám cưới mặc cái đầm này xinh lắm em ơi. Cảm ơn chị yêu ạ. Không biết có chụp được tấm hình nào không ta. Nhớ gửi tặng cho em vài tấm nha. Chị Phương Thảo chốt đơn 1326 nè. Đầm đuôi cá các chị nha. Đuôi cá màu đen 1326. Giá tiền 199k. Mẫu đang cầm 1306. À đây chị, xanh cô ba đúng không? Đúng rồi, em vừa thay ra luôn. Em vừa mặc qua là cái mẫu này. Giá tiền 199 chị yêu nha. 1306 đúng rồi. Xanh cô ba là 1306. Em mặc là 1326. Ủa hai cái này nó giống nhau quá, sợ mấy chị đặt nhầm quá à. Xanh là 1306 các chị nha. Còn em mặc là 1326 nha. Coi chừng nhầm nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu khác nha. Lên nào đây ta. À em có zoom đi. Em có zoom nè, zoom hôm nay sale rất là rẻ. Zoom thổ cẩm được có mấy cái à. Chị Ngọc Hà, chị mới nhận đầm em đang mặc đẹp lắm. Đây thấy không, đâu phải là em nói deal được cho mấy chị mua đâu. Thiệt sự luôn là hàng bên em á. Cái gì chứ mà về chất lượng ha, mặc sao ra vậy thì em hoàn toàn yên tâm. Em hoàn toàn tự tin về cái điều đó luôn. Chỉ là em không sợ, em sợ mấy chị không biết có thích cái kiểu đó hay không thôi. Chứ một khi mình đã thích cái kiểu đầm nhà em rồi ha, thì em bảo đảm chất lượng không làm cái chị thất vọng đâu. Tại vì em mặc ở đây là hàng em giao cho mình nè. Đây cái zoom này nè. Cái zoom này không phải là em mặc size M đâu nha. Cái zoom này là em đang mặc size XL mấy chị. Cái form nó nhỏ quá. Hàng bên em là mặc sao giao vậy. Cái đó mấy chị yên tâm. Em đang mặc là size XL luôn. Tại cái form này nó bé xíu à. Hôm bữa về hàng em mặc cái size mở nó chật ních là không có đi được luôn. Đây là mình nhớ tăng giúp em hai size khi mà mua zoom nha. Cái zoom em mặc nè tăng lên hai size mới vừa nha các chị. Em có ba màu lận nha, ba màu luôn. Hoa xanh, zoom hoa xanh đó, zoom sọc. Em mặc là zoom thổ cẩm nha, tại vì ba cái mã nó khác nhau nên em sẽ giới thiệu riêng nha. 1320 20. À cái đó em chưa có mặc chị, đây nè. 1320 nè, em chưa có mặc. Mình có lộ với mã nào không?
Cái đen em mới thay đâu là 1326 chị ơi, 1326. Comment lại giúp em chị yêu nha, 1326. Hay là chị đặt cái này em chưa có lên. Mấy hộ nào mà em chưa có lên em thấy khách đặt là em chỉ sợ là khách đặt lộn mã thôi nha. Rồi còn em váy của em nè. Váy em đây là zoom của em đây. Cái zoom của em đây là 1281. Zoom thổ cẩm nha, zoom thổ cẩm. Chị nào mà vừa thì em bao đẹp thiệt, chị nào vừa là bao đẹp, chỉ sợ không vừa thôi. Nó bé quá. Em 50 kg mặc XL nha. Chị nào mà bình thường mua size gì rồi thì cái zoom này phải tăng lên 2 size mới vừa. Hoặc nếu cứ chị thấy cái hông mình, cái dáng hông mình nó tròn quá thì nhớ tăng lên luôn cả 3 size mới vừa nha. Form nó bé quá. 69k chị Linh ơi, 69k cái zoom của em. Zoom sọc hả chị, size M hả? Để em coi cái này size gì đây. Zoom sọc em mặc XL lận. Hết mất tiêu rồi. Hàng gì em thấy chị hỏi cái zoom sọc không còn luôn. Giờ em còn size L, XL với 2X. Ủa mà cái form nó bé lắm chị Quốc Thịnh ơi, form nó bé xíu à. Cái size M với cái size L nó không có khác nhau gì mấy đó chị. Nên là nếu được chị lấy lên size L luôn cũng ok á chị. Form nó bé xíu xíu à. Bình thường mà chị mặc size M hay sao? Hay là chị bao nhiêu ký nè? Cái form nó bé lắm. Nên là chị nào mà 40-45 là size M, size L luôn á nha. Size L nó mới vừa luôn. Cỡ 35-37 thì size M ok. Em chào chị Khánh Ngọc nha. 69k thiệt luôn, 69.000 đồng cái chị mua được cái zoom như vậy nè. 69 là nó chưa có đủ tiền vải mà cũng chưa có tiền công luôn mấy chị ơi. Này là em vừa bán vừa tặng nha, lỗ vốn ha. Em cần mình chia sẻ like cho em 3 lần nha. Em chấp nhận sale lỗ đổi lấy của cái chị là 3 lần chia sẻ like này. Chị nào không chia sẻ like em không chốt đơn nha. Cái này là nói thẳng để mấy chị biết trước luôn chứ bắt công mình giận em thì cũng vậy thôi. Quy định là 3 lần chia sẻ like bên em mới có thể chốt đơn cho khách được. Một giá 69k, quên, hôm nay sale 69k, zoom thổ cẩm 69.000 đồng nha, giá giảm luôn. Size M, sọc nâu, chị sọc nâu em hết, sọc nâu có size L. Size L, size XL với size 2X, cái sọc nâu này em gồm hết rồi. Em còn size L, XL với 2X, nhưng mà size M với size L em thấy nó cũng ngang nhau á chị Quốc Thịnh ơi. M, L nó ngang nhau hả, nên là chị có thể lấy size L cũng được á chị nha. 69k cho chị Bùi Dung nè, 1281 zoom thổ cẩm. Zoom thổ cẩm 1281. Rồi chị nào chưa có lên đơn liền cho em nha. Zoom thổ cẩm là 1281 nha cả nhà. Tiếp tục em sẽ qua cái nào đây ta. Cái gì đây? Zoom thổ cẩm là 1281 các chị yêu nha. Hôm nay em sale chỉ có 69k thôi hả. 69k chị nào chưa có cứ lên đơn cho em. 69.000 đồng. 69.000 đồng cái zoom của em nha. 1281 cho chị Kim Linh, 1281 cho chị Nga Trần có luôn. Chị Thảo Vi, chị 58 kg, 58 em sợ nó hơi chật á chị ơi, cái zoom này nó bé quá. Cỡ 55 57 đổ về thì ok nha. 58 em sợ nó chật quá. Rồi em lên cái sơ mi cho các chị coi ha. Sơ mi cây khô nè. Sơ mi cây khô đèn đen nha. Nem sale rẻ lắm, có 139 thôi. Chị nào vừa là ok nè. Đây, sơ mi cây khô nền đen nha cả nhà. Dễ thương lắm, giá rẻ 139.000 đồng thôi. Có 139k cái sơ mi này của em thôi. Mã số 1248. Rồi em còn 2 size. Em còn 2 size là M với lại XL với 2X chứ. Em còn 2 size với chị nha, XL với 2X nha. Đây sơ mi cây khô nè. Đó, 139 luôn, 300 em xem 139. Mấy chị theo dõi like em mà từ lúc em về hàng đến hôm nay là biết ha, 300k không hả. Nay mấy cái cuối cùng này em xả luôn, 139.000 đồng cho mình luôn. 139k váy của em luôn, 81 cho chị Mai ha. Cái sọc và cái thổ cẩm này cho chị Mai nè. Rồi bây giờ cái sơ mi của em á, cái eo nó rộng hơn bình thường chút. 1248 nha. Em đo rồi mà em không nhớ nè, để em coi lại coi. 1248. À eo 86 giúp em. 1248 eo 85 86 các chị mặc được luôn. À chia sẻ với các bạn 1281 số 9K. À là chị Hồng Phấn chia sẻ rồi hả? Chị nào chia sẻ rồi thì cứ việc đặt hàng, có nhân viên chốt đơn ha. Rồi, lâu lâu có mấy chị khách vô nói là
Sóc này à, lai chim cho vui chứ đặt hàng không thấy chốt. Trời ơi em nghe câu em buồn dễ sợ luôn. Lai đứng mỏi chân muốn chết với chị học, đứng nói mỏi miệng muốn chết luôn mà kêu lai chim cho vui. Trời ơi, em lai phải muốn bán hàng chứ. Nhưng mà cái chị kiểm tra lại giúp em là mình đặt đúng chưa nha, đúng chưa? Có nhiều chị đặt sai mã số, sai số điện thoại, em không chốt đơn được cho mình. Hoặc là em gọi điện tới máy bận hết pin, thuê bao không lạc được là cũng không có chốt đơn được nè. Và nhiều nhất luôn là không có chia sẻ live cho em được nào hết trơn á. Thì sao em chốt đơn được? Mình kiểm tra lại giúp em nha. Chứ nếu có chị đặt đúng rồi, em có cái số sai của mình rồi thì không có lý do gì em không chốt đơn đâu mấy chị, yên tâm. Bán được một cái đồng em còn mừng muốn chết chứ mắc gì không chốt đúng không? Em chào chị Tiên ạ. À. Rồi đây là 1248. 1248 nè, sơ mi cây khô, đính nút gỗ phía trước một hàng nút luôn, nhưng mà em may đính liền nha. Này đính cho đẹp thôi mấy chị, chứ không có tháo ra được ha. Em may đính liền cho mình lại rồi. Đó, còn hai size là XL và 2X nha. Nay em sale cho mình. Nay em sale cho mình có 139 là chị Như Ý ơi, 139k nha. Mấy cái cuối cùng rồi nên là em sale lấy tương tác thôi chứ không có lời lỗ gì bây giờ nữa. 139k cho chị Thư Thanh nè, sơ mi cây khô màu đen. Sơ mi cây khô màu đen 139k cho cả nhà luôn. Dài thì cỡ tầm là phủ gối á. Em cao mét 6 là mặc phủ gối nhá. 139k giúp em. 1248 cho chị Trinh Huỳnh. 1248 cho chị cỏ ba lá nè. Rồi size XL với size 2X. Em chỉ có còn hai size thôi. Size nhỏ có chị mặc được nhưng mà nó sẽ hơi rộng. Nếu có chị thích cái váy này của em thì chị có thể về nhà bóp eo thôi, chứ em không có còn size nhỏ của mình nữa nha. Chị Trà My 48 sơ mi của em ha. 139k cho chị Trà My luôn. 139.000 đồng nha cả nhà. Size XL và size 2X. Em đo được eo nó lên tầm 85-86 nha cả nhà. Eo 85-86 là ok ha. À quên, có chị khách nói cái body này không biết phải không ta. Để em lên cho mình coi thử coi đúng không nha. Tại vì nãy em chưa có mặt mà em thấy có chị đặt hàng 1248 váy của em ạ. À, sơ mi cây khô. Sơ mi cây khô 1248 giá sale 139.000 đồng. Không đẹp em không lấy tiền của mình đâu nha, cái này yên tâm. Bên em live stream hàng ngày, em đâu có chạy đâu đâu mấy chị lo ha. Bán live stream sáng cho chiều tối, có vấn đề gì mình cứ nhắn tin giúp em. Nhưng các chị lưu ý cho em một cái là mình có muốn ví dụ như mà trật rộng gì đó ha, hoặc là bất cứ cái gì đổi hàng, đợi chưa chưa giúp em nha. Chứ nhiều khi mới mở live sáng sớm lên có chị khách vô đổi hàng cái là thấy buồn nguyên ngày luôn á nha. Có gì chưa chưa giúp em hoặc có chị nhắn tin cho em cũng được nha, chứ live sáng sớm mấy chị vô cái là em buồn lắm á. Rồi đây 1320. 1320. Cái váy này thì em đang sale có 179 à. 179.000 đồng body đuôi cá. 1320. Body đuôi cá lụa nha. Em có full size luôn. Nay sale 179 à. Nay sale 179.000 đồng nha. Chị nào chưa có cứ đặt hàng cho em. 1320 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Ai chưa có cứ lên đơn cho shop nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nè. Hình như em nhớ là chị khách nói em cái phòng nó bé hay sao á. Để em đo lại coi. Quên, em lấy cái hay xuống đây rồi mà em chưa đo hay sao á. Body đuôi cá các chị yêu nha. 1320. Đúng rồi, em nó tầm có 80 thôi hà. Phòng này hơi bé. Eo 80 nha, coi giãn là được 82 á. 80 là vừa, 80 là vừa đẹp, 82 là vừa khít các chị yêu nha. Rồi, 1320 body đuôi cá nha cả nhà. 1320 để em báo với các bạn luôn. 1320 2X eo 80. 80. Một ba hai mươi các chị yêu nha, eo 80 giúp em là mặc đẹp nha, 82 là vừa khít nha cả nhà, là size 2XL. Em mặc size M thì em thấy nó vừa với người của em nha. Rồi hôm nay sale với giá tiền 179.000 đồng luôn ạ. 179k body đuôi cá nha, đuôi cá đen hoa cho mình nè. Ở trên em có đơm mấy cái nút hình bông hoa mấy chị thấy không? Đó, đây mấy cái nút hình bông hoa trên này, rất là xinh, em mặc cũng có nè. Đó, đảm bảo với các chị mặc sao giao vậy liền ha. Size lớn nè, đây là cái size em giao cho khách luôn nha. Mấy chị thấy lâu lâu em mặc mấy cái đầm nó rộng thênh thang không? Như cái sơ mi vừa rồi á, là em mặc mấy cái giao cho khách luôn á, chứ đâu phải là may riêng cho em gì đâu.
nên là cái khâu mà giống mẫu hay không mấy chị cứ yên tâm nha. 1320 đầm xòe vàng. Cái này hả chị? Vàng đúng không? Cái này ha, hay là chị muốn coi cái hoa vàng to này? À cái lá vàng to này cũng đẹp, mà cái đền vàng này cũng đẹp luôn. Đó, chị thích cái nào? Em mặc cho mình coi nè. Đầm hoa vàng xòe. Vậy chắc cái này của hả? Cái này là nền vàng hoa cam chị nha. Còn cái này là nền đen lá vàng nè. Chị thích cái nào hơn không? Trong hai cái đó sẽ mặc một cái trước, không biết chị thích cái nào. 179 đó chị Như Ý hơn, 179 ca váy của em nè, 179 thôi nha. Form này hơi bé. Eo 80 giúp em đổ về là mặc đẹp nha. Eo 82 là vừa khít luôn. Giá tiền 179.000 đồng nha cả nhà ơi. 179 ca. 4750. 4750 form cũng nhỏ đêm, size 2X. Vậy hả chị, 2X hả? Mà siêu size L hả? 47 là cái gì ta? 47. À đúng rồi, hôm qua em đo rồi. Cái váy này nè, cái váy đỏ này nè, em cũng đo luôn. Cái đầm đỏ mới về á, cái phong nó cũng bé thiệt. Em nó cũng được 2X, em đo em được 80 thôi hả. Em cũng có đo cái này luôn, hơi hơi bé chút. Rồi vàng cam, rồi ok, để em chút nha, để em lên cái vàng cam cho chị coi nha. Vàng hoa nhã. Rồi đây cái này nè, giờ em đang mặc đây là 1320 nha. 1320 thì hôm nay em đang sale chỉ có 179 thôi. Cái của em cũng 80 nha, cái của em cũng 80 luôn. Rồi chị nào chưa có lên đơn cho em nha, ai chưa có đặt hàng sớm giúp em ạ. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nha các chị. Đem lên cái vàng hoa cam cho các chị coi. Cái này eo cũng 80 luôn. Trời ơi, biết sao nay xưởng may eo nó bị bé gì rồi. Không biết cái lúc mà cái khâu gắn sai có gắn lộn không. Chứ em thấy em đo 2X, cái này eo cũng 80 luôn. Đây nè, 249k váy của em. 1317 nha, vàng hoa cam. Vàng hoa cam mấy chị nha, vàng hoa cam 1317. Đây, size L 80 đổ về cho em nha. 1317, L 80, 82. L 80, 82 cho em nha cả nhà. Nam sale luôn. Nam sale luôn, 249 nha. 249.000 đồng. 1317 các chị nha. Rồi 1317 các chị yêu nha. 2XL em đâu là 80 là các chị mặc đẹp, trừ hao thêm 1-2 cent coi giãn nữa. Còn không thì các chị eo 82 là vừa y với người mình luôn á nha. Nam sale 249 nè, 249.000 đồng. Cái cổ này là dành cho chị nào thích kín đáo nè. Em sẽ không có sâu quá nha, cổ này là cổ kín đáo cho mình. Rồi sale còn 249k. 1317. 1317 kèm điện thoại cho em hai màu lần. Em còn cái nền cam này nữa ha. Nền đen này nữa. Bên này nền đen nè, em mặc là nền vàng. Hoa cam giống nhau, khác cái màu nền thôi. Giá tiền cũng bằng nhau luôn. Chị nào thích vàng đặt 1317 cho em nha. 54kg vừa chị yêu nha. Dài hơn áo em mặc không hả chị? Nhờ nhiều lắm chị. Nãy giờ cũng có mặc qua rất là nhiều đầm dài. Như cái xanh cô ba này cũng dài hơn em mặc nè. Còn không thì đây, cái váy này cũng dài hơn cái em đang mặc nè. Em mặc là dạng phong ngắn. Cái nào cứ chị thấy em mặc nó vừa tầm phủ gối em là phong ngắn nha. Còn thường em sẽ may là tầm cái bắp chân đó chị. Em đang mặc cái là phong ngắn chị nha. Chị đợi chút đi, em lên cái khác nó sẽ dài hơn. Này là phong ngắn thôi hả, vừa phủ gối của em thôi. Giá sale hôm nay là 249k. 249k. 1317. 1317 kèm điện thoại cho em 249.000 đồng. Hay là chị hỏi cái màu giống như em. Nếu mà màu giống em thì không có nha. Mỗi một hoa văn là một form. Nếu cứ chị thích cái hoa của em đây thì chị có đúng cái form như vậy thôi. Còn chị thích dài hơn em có hoa khác kiểu khác nha. 249k chị ơi, 249 với chị Ngọc nè. Size M. Size M cho chị Trần Hoa nha. Chị Sương Trần cáo đơn ạ. 60kg độ về cho em nha. 62 đi, 62kg độ về cho em. Hoặc là cái chị cứ đo eo giúp em 2X ha. Mình bao nhiêu ký, ví dụ như nhiều khi mấy chị có 60 thôi mà eo mình nó lên tới 82 là cũng phải mặc 2X. Đó, nên là mình cứ đo eo giúp em. Eo dưới 80, 82 là vừa cái váy này. Eo trên 82 thì em sợ nó hơi căng quá. Để trừ ha mình mặc đi đám cưới hay là đi đâu ăn uống, chưa ăn mà nó đã vừa khít rồi thì hồi nữa ăn xong nó hơi khó chịu nha. Nên là trừ ha mặc cho thoải mái là eo 80 giúp em. 82 là vừa khít nha. Chị Nhi có đơn ạ. 1317 nè, 1317 kèm điện thoại cho em luôn. Hôm nay sale còn 249k, 249.000 đồng vàng hoa cam. Vàng hoa cam cái chị nha, đây giống em mặc không?
Đó, giống với mặt không? Y chang hả? Bên em mặc sao giao vậy hết, không hề khác xíu nào luôn ha. 1317 à, 1317 các chị yêu nha, 1317. Chất liệu là vải lụa nha, vàng hoa cam vải lụa. Khóa kéo phía sau lưng của em nè, với lại có hai cái túi hai bên nha. Name sale là 249. Dạ em chào chị Suri nha. Dạ 249k chị yêu ơi, 249k váy của em nè. Ai chưa có lên đơn sớm cho bên shop nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn. 1318. Vàng cổ đắp chéo hả chị? Vàng có cổ chéo hả? Để em nhớ coi. Vàng thì à, vàng em có cái đan mặt là cái cổ này cổ V ha. Cổ chéo thì à, đem có cái này nè. Nhưng mà nó không có phải là vàng tươi chị ơi. Vàng này được không? Vàng vàng nhạt nhạt này được không? Thì có cái cổ chéo nè. Thì đây là vàng cổ chéo có cái màu vàng nhạt này. Đó là vàng ha. Còn lại mấy cái khác thường em vàng em may cho mình cổ tim nè. Cái chuyến này em lại về cổ tim. Còn trước cái đợt em đang mặc đây là về cổ chéo rất là nhiều luôn. Mỗi đợt em hay đổi kiểu á. Đây vàng này là cổ chéo nè chị, nhưng mà không có được tươi. Màu này vàng nhạt thôi chị yêu ha. Đây là một cái cổ chéo nè. Hình như hết rồi đó. Cổ chéo bán hết trơn rồi. Nay em chuyển hệ qua cổ tim, cổ tròn, cổ sơ mi thì lại nhiều. Đây để em mặc thử cho mình coi cái cổ chéo này đi nha. Cái cổ chéo này là 1274 nè. Đợt sau không biết em có về thêm không ta. Còn mày còn nhiều lắm nha. Đợt hàng này em còn nhiều cái chưa về lắm, các chị yên tâm. Rồi đây là 1274. 1274 cái này nó cũng tông vàng nhưng mà tông vàng nhạt thôi. 1274 tông vàng nhạt. 139k váy của em. 139k em có full size cho mình nè, full size luôn, 40-65kg mặc vừa nha. 1274 các chị yêu nha, 40-65kg. Ok, đây cái váy của em ha. Váy này nó cũng vàng nhưng mà nó vàng nhạt nhạt thôi, chứ không có tươi quá. Rồi, nem sale 139 nè, full size, hôm nay mới full size á. Chứ bữa trước là em khách hàng cái váy này nè. Nay em còn full size, mỗi size còn được mấy cái nha. Rồi em sale luôn 139k thôi, rẻ không mấy chị? Rẻ quá luôn. Rẻ quá luôn á, 139k là có cái váy lụa mặc rồi nè. Chất mềm ha. Em chào chị Hoa Hướng Dương nha. Đồng này xinh lắm, hôm trước chị mua giá cao hơn nè. Hôm nay còn mấy cứ cuối cùng em sale luôn ha. 139.000 đồng, chị nào mua thường cái chị mà mua những cái cuối á, thì chắc chắn là cái giá nó sẽ rẻ hơn khi lúc mới về. Nhưng mà nó cũng hên xui lắm. Tại vì nếu mình đợi em sale á, mà nó còn size của mình thì ok hên quá rồi. Còn nếu mà xui xui nó hết cái size của mình là coi như là không có cái đồng mình thích luôn. Đó nên là em cũng không có khuyến khích cái chị chờ sale đâu. Chờ sale biết đâu biết nó còn size mình hay không đúng không. Nên thôi hôm nào thấy cái giá ok rồi, thấy có size của mình còn mình đặt luôn ha. Rồi 139k, 139.000 đồng. Em chào chị Mai Hồ nha. À, chị Yoko chúc 1320. À, cái này nha, em có mặc qua cái này là 1320 nè. Tại vì khi mà em qua mẫu lâu rồi thấy mấy chị mới đặt hàng, em chỉ sợ mình đặt lộn mã thôi. Cái này đúng không chị? Kiểm tra giúp em coi đúng không? Nếu mà đúng thì ok cho em biết nha. Còn nếu mà lộn mã rồi thì miêu tả lại cái đầm chị muốn mua để em đọc lại cái mã số nha. Thật sợ mình đặt sai là em giao sai á. Mình mà đặt 1320 là em giao cái đuôi cá này nha. Nhưng em không biết mình đặt phải cái này không. À, chị là cái của em. Dạ cái này thì không có coi giảm nhiều chị ơi, size chuẩn. Em có 4 size cho mình ha. Dưới 65kg, eo dưới 84 là vừa chị nha. Em mặc là có size eo dưới 84 nha chị, bao nhiêu ký nè. Nếu mà chị với eo dưới 84 thì chị cứ đặt hàng cho em thôi. 139.000 đồng, 40-65kg mặc vừa luôn. Mỗi size còn được 3-5-7 cả lô là em hết. Chị Vinh lên chốt 1274 của em luôn. 1320 cái váy đuôi cá này chỉ có 179k thôi chị Hạnh ơi. 179.000 đồng nha. Màu vàng này mình có nè, về đính thêm cái nút là không sợ. Đây đúng rồi. Em có nói với cái chị trước là cái váy này em chưa có đơm ha. Thường với cái cổ chéo á, cái chuyến sau này là em không có đơm. Em chỉ giao tới nơi là nó chéo không thôi. Để cho khách về nhà khách mặc lên thử coi khách muốn kín tới đâu thì có đơm tới đó. Nhiều chị thích kín tút trên này nè. Đó, thì đơm trên này giúp em. Còn nhiều chị muốn hở sâu sâu thì đơm giống em như vậy là hở phía dưới ha. Cái này là tùy mình nha. 1274 cho chị Diễm Hương ạ. Em cao 1m6 chị yêu nha. 65kg. À, chị Nguyễn Thanh 65 là size lớn nhất với chị. Cho em xin cái số đo eo đi để em kiểm tra cho. Em đo luôn cái thấy cái nào ở dưới này nè. Đây. Hên quá. Cái váy em mặc nó đang nằm ở dưới phòng của em. Đang đem đo trực tiếp cho chị cái thấy luôn. 65 là size lớn nhất đó
chị, nhưng mà đo cho cái phần eo nha. Để em coi coi vừa không nè. Đây là cái thấy em giao cho mình nè. Đó, nó giống em mặc không y chang ha, nhưng mà nó khác là cái cổ này nè. Cái cổ em chưa có đơm. Đây cái chị khi mà nhận hàng em cho mình kiểm tra đó, là rất là nhiều trường hợp khách cầm lên như vậy, khách nói: "Trời em ơi, cái cổ nó hở quá. Cái cổ nó hở quá vậy sao mặc em ơi, mấy chị không chịu nhận hàng luôn." Không phải đâu, cầm nó như vậy thôi, nhưng khi các chị mặc lên nè, mặc lên với lại mình nhíp vô giúp em nữa là nó không có hở nha. Cầm thì chắc chắn nó phải hở ra như vậy rồi. Còn khi các chị mặc vô nó sẽ căng ra, vòng một mình mặc lên nó sẽ căng ra nữa nha. Đó, đây là size 2X nè. Nhiều khi mấy chị mới cầm thôi cái là đã không nhận hàng, em buồn quá. Yên tâm là mặc lên nó sẽ khác. Rồi, size 2X váy này eo 84. Size 2X váy này là eo 84 nha, co giãn luôn là lên 86 các chị nha. Eo 84 đổ về cho em đi. Thôi trừ 284 đi. Eo 84 đổ về cho em á chị, size chuẩn luôn. 70kg có chị nha, 70 có luôn. 70 thì hiện tại em đang có đầm ôm thôi hả, đầm xòe 70 em bán hết rồi. Chuyến này em còn đầm ôm chị ơi. Đầm ôm được không? Ôm 70kg ok không chị? Còn đầm xòe là em hết sạch rồi. Bữa trước em về mấy cái xòe 70kg bán hết trơn à. Giờ em có mấy cái đầm ôm chị nha. Em cao 1m6 chị yêu ơi. Váy này em mặc là dài tới bắp chân nè, chị Thúy Kiều nè. Em cao 1m6 dài qua gối váy ha. 1274 cho chị Mỹ Tâm nha. 65kg độ về cho em ạ. 86 hả chị? 86 nè. 86 chưa có mặt nè. Rồi, để em chút nha, em sẽ giới thiệu cho mình cái váy 86 luôn. Chị Phương Nguyễn có đơn váy của em ha, 1274 ha. À, váy lụa chị nha, em đang mặc là váy lụa. Em mặc là lụa nha, cổ chéo không có đơm nha, về nhà đem lại giúp em. Đây 70kg em cầm cho chị coi trước mấy cái mẫu này, chị coi ưng cái nào thì em sẽ giới thiệu luôn ha. Giờ 70 thì nó cũng hơi hiếm. Đây em có một là cái váy đen suông này. Một là em váy đen suông kim tuyến này nè, là 70kg vừa này chị. Đen suông đơn giản thôi. Hai là cái này mới về hàng. Cái mẫu kim tuyến này mới về hàng nè. Đầm ôm kim tuyến. À, cái này gọi là sao ta, để phân biệt. Hai, cái này là kim tuyến sóng ngực chị yêu nha. May sóng ngực ở đây nè. Còn một cái nữa, kim tuyến cổ đỏ không tay. Đây cái mẫu này là em cũng mới vừa về luôn. Đó là ba cái kim tuyến hết nha, một cái cổ đỏ không tay, một cái là xoắn ngực với lại một cái đen suông. Đó chị thích cái nào? Ba cái này đều là 70kg mặc vừa hết luôn. Thì chị thích màu nào chị nói em nha, để em lên cho nó đúng ý của mình luôn. Rồi, giờ em có mẫu khác nha, em mặc là vải lụa nè. Rồi 65kg độ về cho em, sale còn 139k, 1274 nha các chị. Còn cái 86 này thì hình như em lẻ sai rồi. 86 này là mùa vải lụa luôn nè, nhưng mà không biết em còn full size không nữa. Em chỉ còn size 2XL thôi hà. Váy của em đây chỉ còn size 2X cái chị yêu nha, còn size lớn thôi. Chị nào 57-65kg là vừa cho em ha. Eo 84 độ về. Eo 84 độ về cho em nha. Đây 1286, váy lụa xòe nhẹ luôn. Hai bên tay có may rút thun cho mình rất là xinh. Đây, hai bên tay có may rút thun cho mình nè mấy chị thấy không? Dễ thương lắm. Màu này màu đen nha. Nền đen 1286, em xem 139 luôn. Đầm thun xòe giả hông. Em có mấy cái đầm ôm kiểu như cái chất của nó giống như là nó giống như mấy chị thích chất thun á, thì em có một số cái chất la dông á thì nó cũng sẽ co giãn giống như thun vậy đó, nhưng mà nó được cái nó không có bị chảy vải. Đây nè. Em có cái váy này nè chị, nhưng mà cái dáng là dáng ôm rồi, không phải dáng xòe chị nha. Đợt trước em có may mấy cái co giãn xòe em bán hết trơn rồi, giờ em có mấy cái váy ôm hả. Đây mới về hai cái ôm này là cái chất la dông có co giãn luôn, mặc rất là mát nha. Nhưng mà nó là dáng ôm suông, không phải dáng xòe. Ôm suông nha, màu này là màu nâu nè, màu này là màu vàng nè. Đó, hai cái ôm suông mới về của shop em, có co giãn nhẹ, mặc thoải mái. Nhưng mà không phải xòe, xòe đợt này em may toàn là váy von, váy lụa không hả. Rồi, em mặc là váy lụa nè, xòe lụa nè. Giá là 139k, 139k váy của em ha. Nay sale còn 139. Chị nào 57-65kg là vừa nha, lẻ size mất tiêu rồi. Em mặc lẻ size rồi nè, 57-65 nha. À, em ơi, hồi tối qua chị bảo đổi hàng cho chị mà giờ chị lại nhận được hàng hồi chiều rồi. À, là sao ta? À, chị Hoàng Dung ơi, mình nhắn tin cho em nha, chứ em cũng không có hiểu lắm cái đơn hàng mình nó như thế nào á.
Đàn chiều hàng tối. Hàng chiều hàng tối là sao ta? Chị nhắn tin cho em đi chị, để các bạn hỗ trợ cho mình cho nó lẹ hơn nha. Chứ em cũng không có rành cái đơn hàng mình nó như thế nào à. Tại vì á, khi mà cái chị lên đơn á, bạn nào chốt đơn cho mình thì bạn đó mới kiểm tra cái đơn nó ra, nó sẽ dễ hơn. Em biết là mình muốn như thế nào ha. Chứ em thì em không có kiểm soát hết được mấy cái đơn hàng á. Nên là chị nào cần hỗ trợ về đơn hàng cứ nhắn tin giúp em nha. Rồi đây là 1286, em mặc là 1286, giá sale 139k, chỉ còn duy nhất một size thôi. Size 2XL, 57 tới 65 kg mặc vừa cho em, lụa xòe tay nhúng, đó dễ thương không? Em sale với giá tiền 139.000 đồng luôn. 139k nha. Chị nào chưa có cứ lên đơn. Tra số chị đi. À các chị mình có thể gọi điện vào số hotline của bên em các chị yêu nha. À, đây em có hình của. Ủa mới thấy cái hình đó mất tiêu rồi. Đợi em xíu nha. Xinh xinh xắn. Đây nè mấy chị ơi. Đây. Số hotline trên này nè chị yêu nha. Bên ngoài trang của shop á, đây là trang của shop, mấy chị đang xem live nè. Đây trên này có số hotline, trên này có số để chốt đơn luôn, có số để khiếu nại luôn. Đó mấy chị cần khiếu nại, cần không thích cái gì đó cũng gọi điện cho em được luôn. Còn để chốt đơn có thêm hai số phía dưới nữa nè. Đó có địa chỉ shop phía dưới này luôn. Chị nào muốn qua shop thì có địa chỉ phía dưới này cho mình nè. Đó mình lưu cái hình lại, hình này lại cho nó dễ nhớ với chị nha. Nhiều khi cần cái gì gấp mình gọi điện thoại giúp em ha. Còn ví dụ mà không gấp á thì các chị nhắn tin cho em nha. Ví dụ như cái đầm mình không có cần gấp quá thì mình nhắn tin. Chứ chị nào cũng đè số hotline ra gọi điện là nó sẽ tối ngày nó vận hoài luôn á. Rồi em chào chị Lê Vi nha. Đây là 1286 ạ. Còn size XL nè, chị Tú Anh lấy cái váy của em ha. 139.000 đồng, 139k váy của em nha. Ai chưa có cứ lên đơn ạ. 1286. Tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Nó có một size, em đâu có dám đứng lâu. Một size duy nhất là em hết luôn. Để em coi cái nào chưa mặc ta. Rồi, lên váy suông nha. Em có váy suông nè. Suông mới vừa về hàng, mặc hai kiểu luôn. Mặc suông rộng cũng được, mặc thành ôm eo cũng được luôn. Đây, em giới thiệu cho mình. Giá cũng rẻ lắm, có 159 nè. Mà size to luôn, size eo 88, các chị mặc ok nè. Đây, cái váy này size eo 88, các chị mặc được. Mặc được luôn ha. Đây là 1311 bên em. Đây đầu tiên các chị mặc vô nó suông rộng như vậy trước. Xong rồi em có tặng thêm cái dây cột eo. Cột lại nếu các chị thích ôm eo mình cột nó lại cho em. Cột nó lại nó sẽ ra ôm eo ha. Giá thì chỉ có 159k thôi ha. Đây là họa tiết lá xanh nha. Họa tiết lá xanh 1311 nha cả nhà. 159.000 đồng cho em. 1311. Rồi 159k các chị yêu nha. 159k. Em xả kho lỗ vốn luôn. À, có size chị ơi, váy này em đang có full size ha. Không chỉ full size mà cái form nó rộng. Nên là em tăng lên thành 67-68 kg mặc được luôn. 67 kg đi. Còn eo thì eo dưới 88 đấy chị nha. Eo dưới 88 là vô đẹp. Đó, em sale có 159 à. Mà hàng mới full size 159k cho các chị luôn. Eo dưới 88 là ok đặt hàng cho em. Giảm còn 159.000 đồng. 1311 nha. 1311 vải đẹp lắm, hoa hoa văn cũng xinh nữa. Cái màu này thì các chị mặc nó sẽ trẻ nè. Chị nào thích trẻ chọn cho em cái màu này ha. Còn ai không thích trẻ, thích nhẹ nhàng thôi á thì em có cái màu này, giống kiểu em mặc khác màu chút, khác cái hoa văn với cái chất liệu xíu nha. Nói chung thì cái chất nào cũng mát hết trơn á mấy chị. Đây là hoa màu nâu. Đó, chị nào thích cái gu nhẹ nhàng thì chọn cái hoa nâu bên này. Giá thì cũng bằng em mặc thôi, nhưng mà nó khác hoa văn như mình lựa chọn thôi hà. Chứ không có khác giá tiền đâu. Bằng nhau luôn, 159k luôn. Bên này thì trẻ nè, bên này thì nhẹ nhàng nè. Em chào chị Hương nha. 50 mặc vừa chị ơi, full size chị yêu nha. Full size 40-65 kg mặc vừa cho em. 67 luôn cũng được nha. Eo dưới 88 là ok. Eo dưới 88 là mặc vừa váy này ạ. 159k, 1311. 1311 kèm số điện thoại giúp em nha. 159.000 đồng luôn. Rồi. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Ủa, đôi chị Đào Nguyên. Ở đây chị Đào Nguyên, chị có thích cái mẫu nào trong ba cái đầm 70 kg này không? Em chưa thấy chị trả lời em nữa. Thích cái kim tuyến cổ đổ hay kim tuyến có tay gì không nè, để em giới thiệu luôn. Để có chị cắt hỏi em cái đầm 70 kg á. 1311 cho chị Liên nè, chị Ngọc Hoài dạ có đơn ha. Rồi nhớ chia sẻ like cho em chị Ngọc Hoài nha. Ui da.
1311 nha cả nhà, 1311 kèm sim điện thoại cho em 159.000 đồng nha. 159k, chị nào chưa có có thể lên đơn cho shop nè. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn ha. Rồi em lên cái vest đen chút nha, vest đen hôm nay cũng còn ít thôi. Em sẽ mặc nhanh cho mình coi, sao cái nào chưa ủi hết vậy? Nè ủi rồi nè. 1311 chị Vân Kim, cái này xinh lắm, chị mua ba màu luôn rồi. Em có ba màu em chưa giới thiệu cho khách hết, mà chị khách nào mà chị này mua ba màu luôn rồi nè cả nhà. Ngoài cái hoa nâu vừa rồi em trồng thì em còn cái này em đang giấu chưa giới thiệu nữa nè. Đem có cái hoa vàng này em định giới thiệu sau, mà chị khách khoe là mua ba màu rồi em cầm cho mình coi luôn ha. Hoa nâu, hoa vàng, ve mặt ba màu nha. Đó, thích màu nào nói em nha. Bây giờ em coi cái vest đen đi, hoa cỏ rồi vậy lên váy trơn ha. Đợi em xíu nha. Rồi, váy trơn. Váy trơn thì em có cái vest đen này rất là sang. Cái chị mình mặc đi chơi đi làm gì cũng đều ok hết. Hôm nay em sale 299. Rồi, vest đen mã số là 1299 nha, vest đen mã số là 1299 và cái giá tiền cũng là 299k luôn. Nay em còn cho mình mỗi size được mấy chục cái à. Hôm nay em còn cho cái chị nha, size M là nhiều nhất, size M là còn được 31 cái. Size M là em còn 31 cái. Size L 13. Size M 31, size L 13, XL 23 cái và còn 2X là có 9 cái thôi, chưa được chục cái nữa mấy chị. Còn 9 cái size 2X thôi là em cũng ngưng hàng luôn nha. Hôm nay em sale còn 299k nha cả nhà. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. 1299 nè, vest đen nha, vest đen mã số 1299. Còn mấy cái em sale luôn 299.000 đồng. 65 cái độ về cho em là vừa nha. Cổ vest nè, chất này là chất tuyết mưa nha cả nhà. À, dài thì cũng cao gối của em luôn. Hai túi hai bên nè. Cái này dễ mặc. Vòng này dễ mặc, màu sắc cũng dễ, khỏi giới thiệu nhiều luôn. Màu đen là thấy dễ mặc rồi. Dạ chào chị Phương Thúy ạ. À, chị eo 81 hả chị? Size 2X luôn chị nha. Eo mà 80 trở lên là phải 2X hết. Nếu mà mình xuống XL nó rất là chật, XL tầm eo 78 độ về thôi. Nên là mặc định eo 80, 82 là em bắt buộc phải giới thiệu cho khách size 2X. Có những chị là mặc vừa y cái đầm 2X luôn, nhưng vẫn có một số chị kiểu như cái size mình nó nằm chính giữa lưng chừng hai size á, mà lấy cái size 2X thì mặc vô nó sẽ hơi rộng chút xíu. Nhưng mà xuống một size thì lại không vừa. Đó, bây giờ chỉ có đúng một cách là lấy 2X thôi. Đó, về nhà mình thích chiếc eo lại giúp em thì chiếc cũng được ha. Còn không thì cứ mặc ok thôi. Như em mặc nè, nhiều đầm nó vẫn cứ rộng 1-2cm như vậy thôi, chứ không thể nào cái nào cũng vừa y được hết trơn đâu. 1299 à, chị Kim Hoa chốt đơn nè, 299.000 đồng váy của em luôn. 1299 kèm số điện thoại giúp em nha. Chị nào chưa có lên đơn cho em nè. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Chất vải này là chất tuyết mưa, dày dặn đứng thon thôi chứ nó không có co giãn nha mấy chị. Cái chất này không có co giãn nhiều nha. 1299 kèm số điện thoại cho em vest đen. Vest đen mã số là 1299 nha. Chị Bích Ngọc lấy đầm em đang mặc size 2X. Ok chị, em còn 9 cái size lớn nhất luôn. 132386, 1323 là em chưa có mặc nè, 86 là em mặc rồi nè. 1326, 1326 một cái. À là lấy ba cái cho chị coi hả? Trời ơi, em tưởng chị đặt hàng luôn. Đây 1323 là cái caro tay lưới. Đây chị yêu nha, em chưa có mặc nè. Váy này là 1323 nè. 1323 chị yêu nha, caro tay lưới. 1286 nè, 1286 là cái đầm nhúng thun ở bên tay nè. À, với cái nào ra 1326. À 1322 1286 này chị nha. 1286 là cái đen hoa cam này. 1323 là cái caro tay lưới nè. Rồi cái đuôi cá này là 1326 nè. Ba cái đầm chị hỏi đây đều à, em đều đang có sẵn ở đây hết rồi nha. 1326 đuôi cá đen em mặc rồi. Cái này thì em mặc rồi nha. Cái đầm này em cũng mặc rồi luôn. 1286 hoa cam em cũng mặc rồi luôn. Có cái này em chưa có mặc nè. Vậy bây giờ em sẽ giới thiệu luôn ha. Em sẽ giới thiệu cho mình cái caro này luôn.
Chị Bích Ngọc cho chị màu đen size L. Dạ cho em xin cái mã số chị yêu nha. Màu đen em mặc là 1299 chị yêu ơi. Cho em xin cái mã nha. Chị Liên cho em xin mã số luôn nè. Bếp đen là 1299 chị yêu ơi. Tại vì em có rất là nhiều sản phẩm màu đen á, đầm ôm, đầm xòe nhiều lắm. Nên là các chị cho em xin cái mã để chốt đơn cho nó đúng nha. Em giao tới cho đúng ý của mình luôn. Em sợ giao lộn mã cho mình thôi hà. Đặt cho hàng cho em xin mã số nha. Vét đen là 1299. Rồi đây em lên cho mình coi cái váy này. Caro tay lưới. Caro tay lưới mẫu này là chất lụa nè. Cái phần tay là phối ren lưới rồi ha. Còn bên trong á là cái chất lụa cho mình. Phần caro là vải lụa nè. Còn cái tay là tay ren lưới kim tuyến nè. Có kim tuyến ở đây nha cả nhà. Mà trong live không thấy rõ ha. Rồi nem xe luôn 199k. Đây sẽ là 1323. Rồi em đang mặc là 1323 các chị yêu nha. Chất này là chất lụa luôn, caro lụa luôn. Có cái tay dài phối lưới cho mình. Màu rất là dễ thương. Hơi hơi kem kem vàng vàng chút thôi. Màu rất là nhẹ nhàng nha. Nay em giảm còn 299. Alo 199. Hôm nay em giảm còn 199k cái này thôi. 1323 nhưng mà để em coi còn mấy size đã. Rồi em còn full size. Em còn full size luôn ha. 40-65kg mặc vừa nha. Em còn full size luôn. 40-65kg mặc vừa. Chất này là chất lụa nha các chị. Caro tay lưới nè. Có túi luôn ha. Ok chị Liên có mã rồi nè. Chút nữa bên em có liên hệ tới tư vấn á, mình nhớ để điện thoại giúp em nha. Hoặc là bên em sẽ có nhắn tin. Rồi bây giờ 1323 là cái caro của em. Giá thì chỉ có 100 mà. Giá thì hôm nay chỉ có 199.000 đồng thôi. Hôm nay em sale 199k cho mình nha. Caro tay lưới, chất này là chất lụa nè. Cổ này là cũng là dạng là cổ vest cách điệu cho mình ha. Khóa phía sau lưng. Có túi hai bên luôn. Dài thì cũng vừa tầm phủ gối của em thôi. Em cao 1m6 là vừa phủ gối nè. Dạ màu hơi kem kem á chị Kim Luyến nha. Chị Hồng Hai, chị 57 dạ vừa. Cái này full size, 65 đổ lại. Cái nào mà full size là 65 đổ về hết luôn. Đó, chị nào dưới 65 mình đặt hàng cho em nha. 1323 caro tay lưới nè. Khóa phía sau lưng nha. Màu này mặc dễ thương lắm chị. Màu này mặc xinh, không có bị kiểu như là có bị trẻ quá không, hay là có nói chung là có bị đứng tuổi quá không thì không. Cái váy này mặc ok, dễ thương cho mình. Giá hôm nay em sale chỉ có 100 giá hôm nay em sale chỉ có 199k chị yêu ơi. Yên tâm đặt hàng nha. Em cho kiểm tra. Chị nào sợ không đúng này kia, giao không như quảng cáo này kia thì em cho mình kiểm tra mà. Chưa có thu tiền đâu. Em cho khách kiểm tra luôn. Bây giờ mình đặt hàng ha. Em còn tư vấn miễn phí cho mình nữa. Sau đó các chị đồng ý là chốt đơn cái vải này thì em mới xác nhận em giao hàng. Em hẹn ngày giao bao nhiêu ngày các chị nhận được đó. Thì trong khoảng đó các chị nhớ giúp em là để điện thoại để shipper người ta alo mình ra nhận hàng á, mình nhận được giúp em nha. Tại vì hình như là giao người ta chỉ giao hỗ trợ trong vòng lưu kho 1-2-3 hôm gì thôi hà. Trong khoảng thời gian mấy ngày đó gọi cho khách không được là hàng nó bị trả về cho shop em á nha. Lưu giúp em là nhớ nghe mấy cái chị nha. Chị Hiền Phạm chốt 1323 nè. Caro em đang mặc nha. Caro tay lưới. Caro tay lưới là 1323 chất lụa. Khóa phía sau lưng dễ thương lắm. Giá tiền rẻ 199k. 1323 cho chị Huyền Như ạ. Rồi 41kg mặc size M cho em chị Minh Trang ơi, có size vừa chị yêu nha. 65kg độ về cho em là vừa. 1323 chất lụa nha. Caro tay lưới vải lụa, khóa kéo phía sau lưng của em. Chị Huỳnh Như, em thấy đơn của mình rồi chị yêu nha. Eo chị là 77 mặc size nào? Eo 77 mặc size XL chị yêu nha, có size vừa luôn. Váy này của em là còn full size đấy chị yêu ơi. Váy này full size nè, 65kg độ về cho em là được nè. Ai chưa có thì cứ lên đơn cho em ha. Chất này là chất lụa, mặc rất là êm mát không nhăn. Nói chung là vải ok cho mình luôn. Ai chưa có lên đơn cho shop ạ. Chị Hương Trần chốt 1323 nha. Rồi caro tay lưới là 1323. Tiếp theo bây giờ em sẽ qua thêm một em váy nữa nha. Em định mặc cái hoa vàng, cái lá vàng nè. Em có cái lá vàng này mặc kết hợp lắm. Đây để em giới thiệu cho mình luôn. Đây, lá vàng này là 1325. Em cũng sale có 199 thôi, về chuyến thứ hai rồi nè. Chuyến đầu chị nào đặt chưa có thì chuyến hai mình đặt sớm giúp em nha. 1325. 1325 cái chị yêu nha, sale giá tiền 199k luôn. Này là em có full size nha.
Chốt cho chị 1296 vết đỏ chưa? Vậy hả chị Hân Phạm, 1296 vết đỏ hả? Nếu mà chưa có ai gọi điện thoại hoặc là chưa có ai nhắn tin là chưa có chốt đó chị ơi. Nãy giờ có ai gọi điện thoại cho chị chưa? Chứ em thấy cái máy đó chốt hết một cái rồi đó. Có hai cái mà thấy có một cái được chốt đơn rồi đó. Rồi. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh nha. Đây là khách em nói là shop uy tín nè, đừng lo lắng mẫu nào cũng xinh hết, em cảm ơn chị nhiều. Đó, yên tâm ha, chị các chị mình cứ yên tâm, không tin thì thấy chị nào mà mua rồi á, các chị thử inbox riêng hỏi thử coi là chất lượng của em như thế nào. Nên mình hỏi em thì mình sợ là đồ của nó nên là nó hen thì không nói. Còn có chị hỏi thứ khách của nhà em đi, chị nào mà mua rồi á, comment inbox thử coi chị ơi hàng bên đó sao chị nhận hàng chưa, thấy ok không ha. Khách nói chuyện với nhau thì tin tưởng hơn là em nói đúng không? Em thì em khen đẹp rồi, thì hàng nhà em đúng không? Nhưng mà thiệt là nó đẹp thiệt mà. Đây nè. Vải đẹp như vậy, hoa đẹp như vậy mà giá thì rẻ, chỉ có 199 thôi. Không phải là 1,9 triệu để mà các chị suy nghĩ lâu quá đâu. Nó chỉ có 199.000 đồng. Mà full size luôn, 65 kg độ về cho em nha. 1, 2 1, à 1, 3, 2, 5 các chị yêu nha, 1, 3, 2, 5. Chị nào chưa có thì cứ lên đơn cho em. Một ba hai lăm cái chị yêu nha, sale với giá tiền là 199.000 đồng nha cả nhà. 1325 chất này là chất lụa nha, tay lỡ nè, dài qua gối tới bắp chân nè, nem sale là 199 nha, full size cho các chị yêu luôn, full size 40 tới 65 kg mặc vừa nha. Chuyến đầu là em hết trơn rồi đó, này chuyến thứ hai rồi nè. Nhưng size hơi thầm lưng thiệt luôn á, hàng đẹp bông đẹp size nhiều khi có cái bé có cái to, chị em cũng hiểu nổi nay xưởng làm sao luôn á. Nhiều khi hả có đợt thì hả gắn lộn size, tức là cái đầm đó là size thiệt là XL thôi mà gắn cái phía sau là 2X đó, cho nên là những cái lý do mà tại sao 2X mà cái chị mặc nó bị chật, có thể là do bị gắn lộn size hoặc là do hôm đó may cái lô hàng nó bị bé hơn bình thường đó, nên là size lúc nào em cũng phải đo lại cho khách hết trơn á. Cái chị nhận hàng mà thấy nó có chật hay nó rộng hay là nó không có như bình thường á thì nhớ nhắn cho em liền ha, để em còn kịp xử lý những cái đơn sau đó, khách khác đặt em còn có thể tăng size hay là giảm size theo theo đúng như cái form nha. Nhận hàng cái chị mà thử á, cái chị thấy mà chật rộng không có như bình thường gì nhớ nhắn em nha. Rồi đây là 1325 nè, 1325 hôm nay là em sale còn 199k thôi hả. 38 38 là gì ta, hình như em chưa có mặc phải không? 38 hình như là cái này đúng không ta? Đúng rồi, cái này em chưa có mặc chị ơi, cái sơ mi này nè, sơ mi hoa nhí em chưa có mặc nè. Phải chị hỏi cái này không? Để em dưới lên luôn. Để em mặc lên cho chị coi luôn coi phải không nha. Cái đó thì nãy giờ em chưa có lên. Rồi em đang mặc đây là 1325 cái chị yêu nha. 1325 thì em đang sale chỉ có 199 à. 1325 199k, 65 cái độ về cho em. Váy này thì em thấy không có chị nào nói về phía form hết thì chắc là form nó bình thường á. 65 cái độ về cho em, bán hết một đợt hàng rồi. Thấy khách vẫn ok là chắc size bình thường rồi đó. 65 cái độ về cho em nha. Eo 84 độ lại cho em là ok nè. Rồi lên cái sơ mi các chị nha, sơ mi hoa nhí. Sơ mi hoa nhí này là 1338. Sơ mi hoa nhí 1338 các chị yêu nha. Này thì em mới vừa về luôn. Mẫu này là cũng đang hot lắm nè. Tại vì có một mình nó là sơ mi hoa nhí thôi hả? Nên là nó đang là hàng hiếm mấy chị nha. Một mình cái này là sơ mi hoa nhí, không còn cái hoa nhí sơ mi nào khác luôn á. Trang sau, trang sau là cái nào chị và mướt cơ, chị có thích cái màu nào hơn chị nói em luôn. Chứ giờ đằng sau em nó có quá nhiều hoa văn, em không biết là mình thích cái nào ha. Mình đích danh giúp em luôn cái màu nào đi, em lên cho chị coi cho nó dễ. Chị Huỳnh Như nè. Em chào chị Bích Hiền nha. Rồi đây là 1338 ạ, sơ mi hoa nhí. Sơ mi hoa nhí để em mới về nè, đang có sẵn hàng rồi ha. Các chị đặt là em giao liền, 1338 các chị nha. Mua giờ là em giao kịp trước Tết nè. Năm ngoái các chị nhiều chị khách mua chậm quá, giao bị kẹt ngay trong Tết không nhận hàng được luôn. Đây là đợt này các chị rút kinh nghiệm đặt sớm sớm để giao trước Tết nha. Chị Ngọc Như có đơn ạ, à, 1338 nè. 1338 em đang mặc đây là sale luôn với giá tiền là 299k nha, 299k. Chị nào mà cần em tư vấn, cần các bạn bên em tư vấn, mình cứ nhắn tin cho em cái số điện thoại nha, để các bạn liên hệ tư vấn size cho mình ha. Đó, mình biết mặc size nào rồi thì khi em giới thiệu cái váy này còn size gì cái là mình biết, mình đặt hàng cho nó dễ luôn nha. Đó là khách quen thì dễ rồi, có khách mới á, cái chị muốn tư vấn miễn phí cứ nhắn tin cho em nha.
À, chị Lê Mến có đơn nè, 1338 đang sơ mi hoa nhí. Em sale chỉ có 299k thôi hả? 65 kg độ về cho em nha. Sơ mi hoa nhí 1338 nè. Chất là chất lụa nha các chị, sơ mi lụa. Sơ mi lụa khóa kết phía sau lưng, hai túi hai bên. Chị Thi Trương chốt 1338 nè. Chị 52 kg mặc vừa hông em, vừa chị nhan váy này full size 52, chắc chị mặc size L thôi, hoặc quá lắm luôn thì cũng size XL thôi hả. Em có 4 size lận chị cứ yên tâm. Eo dưới 84 cho em là vừa. Rồi 47, 47 kg hả chị? 47 mà eo dưới 68 thì size M chị nha. Còn eo 70, 72, 74 thì size L chị yêu nha. Rồi chị Kim Tuyến nè, đầm em mặc cho chị một cái size L ha. Ok chị yêu có luôn. 40 tiết 65 kg mặc vừa cho em nha. Ai chưa có cứ lên đơn sớm nè. Em chừa hàng chừa size mã số. Em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình ha. Một và mã số là 1338 các chị yêu nha, 1338 kèm số điện thoại cho em nè. Ai chưa có cứ lên đơn nha. Chị Cherry chốt đơn 1338 váy của em luôn. Còn chị nào chưa có không, đặt hàng sớm nha, để em chừa hàng chừa size giảm giá cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em nha. Chất này là chất lụa. Một em váy sơ mi lụa màu rất là xinh xắn ha. Hoa nhí nhí màu hồng hồng, hồng hồng trắng trắng nè, nền màu đen. Màu này em thấy cũng dễ mặc lắm. Trẻ mà chị mặc cũng xinh, mà trung niên cái chị mặc nó cũng quá dễ thương luôn, không có bị trẻ quá hay đứng tuổi quá. Chị Hằng Phạm chốt đơn 1338 nè. Chị 59 kg cho chị một sơ mi nhé. Ok chị cho em xin cái mã nha. Em nhiều sơ mi lắm, không có mã số là em không biết mình lấy cái sơ mi nào đâu. Có mã số vô giúp em nha. 1338 kèm số điện thoại cho em nè. Giá sale là 299k, 299.000 đồng. Mã số là 1338 nha. Rồi xong chưa, tiếp tục em qua bộ khác ạ. 65 kg độ về cho em là vừa các chị yêu nha. Size M, size L, XL và 2X luôn. Váy này là full size nha. Một ba ba tám các chị yêu nhau, 1338 kèm số điện thoại cho em nè. Sale còn 299k, 299.000 đồng. Chất này là chất lụa, sơ mi lụa, sơ mi hoa nhí vải lụa các chị yêu nha. Rồi bây giờ qua mẫu khác. Em lên cho mình nè. Có cái váy hoa cúc này rất là xinh nè. Cái váy hoa cúc này thì cái form nó lại chỉ còn size bé thôi. Chị nào tầm 55 kg độ về có thể xem thử cái váy này, rất là dễ thương, giá cũng rẻ, 139 thôi. Đây các em đang mặc nè, chỉ có 139 nè, nhưng mà tiếc là không còn size lớn nha. Em này còn size M với size L thôi hả. Tầm 55 kg độ về cho em nha. Em chào chị Huỳnh Như ạ. Đầm nào cũng xinh hết. Đầm chị mua bên em là hơn mười mấy cái đầm rồi, vẫn rất là thích đó. Cảm ơn chị yêu nha. Hơn mười mấy cái hả? Ráng mua đi chị, ráng mua cho nó đầy tủ luôn. Để hả, để riêng một tủ đồ riêng của shop em thôi. Dù vậy cách bên em là đang nói là phải mua thêm tủ để được đồ, hết tủ để rồi. Rồi đây, cái váy này cũng xinh nè, có 139 nè. Tại vì thiệt là nếu mà cùng với cái giá tiền các chị mua đồ như em, mình mua shop khác một cái mình mua shop khác một cái ha, qua bên em có thể cái số tiền đó mua được tới hai cái, thậm chí là ba cái luôn. Tại vì đây này có 139 nè, chưa kể có 99k nữa. Đầm này chỉ có 139 thôi, 55 kg độ về chị nha. Em hết size lớn rồi, chứ size nhỏ thì em còn nè. Em còn size M với size L nha, 1302. Em còn hai size M với L, 55 kg độ về cho em là vừa nha. 1302 hoa cúc, hoa cúc cổ vét nè, chất này là chất lụa luôn. Một em váy lụa cho mình tiếp luôn. À, chị Trần Kiều, đầm em mặc có size 62 kg không? Dạ hết chị, có em bán hết rồi. Không phải không có, để em trả lời không có với chị khách. Với chị khách kia nói với em là sao sắp nhiều đồ đẹp quá mà về size không 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 có size này không có size kia. Thật ra là không không phải không có, mà em bán hết rồi nha. Chứ cái nào về cũng có 4 size hết trơn á. Em mặc đây là cũng 4 size luôn.
hết trơn cái size 2X luôn. Bây giờ là em còn size M với size L thôi. Chị em sale cho mình 139 lấy tương tác nha. Nhớ chia sẻ like cho em 3 lần nha cả nhà. 139k. 139.000 đồng váy của em luôn. Mã số là 1302. 1302 kèm số điện thoại cho em nha. 1302. Ai chưa có mà lên đơn cho shop nha. Mà không vừa thì sao sắp, mà không vừa thì em đổi cho mình cái khác. À nhưng mà trước tiên là cái chị đặt hàng á, là em đã có nhân viên tư vấn size cho mình rồi. Cho nên là cái trường hợp mà không vừa á, là rất là ít. Ví dụ như mà vẫn có nha, ví dụ như mà 50 đơn tư vấn cho khách thì trong đó vẫn có cỡ tầm như là 3, 4, 5 đơn là khách không vừa. Tức là do em đã tư vấn đúng cái size đó rồi, nhưng cái form của khách nó hơi, ví dụ như nên phía trên này nó hơi tròn chút, hay cái eo nó hơi tròn, hay cái hông nó hơi tròn chút, vẫn có khách không vừa, thì em sẽ đổi cho mình cái size khác ha. Mình chật thì em đổi cái size lớn hơn, hoặc mình mặc rộng thì em đổi cái size nhỏ hơn. Trong vòng 10 ngày đầu tiên các chị đặt hàng em đổi hàng cho mình luôn, nên là mình cứ yên tâm đặt hàng nha. Đã có rồi, tư vấn xong rồi mà vẫn không vừa, em đổi cho mình cái khác luôn, cứ yên tâm chị yêu ạ. 1302 kèm số điện thoại cho em nè. Đó, còn khi nào cái đầm đó cái chị tích mà không có sai là em cũng không có chốt đơn luôn nha. Khi nào mà tư vấn được với chốt đơn, 1302 kèm số điện thoại cho em. Ai chưa có mà lên đơn sớm nha. Rồi bây giờ em sẽ lưu cái live stream này là em sẽ bật một cái live mới nhé. Điện thoại này em thấy nó hơi bị chuẩn bị là nó bị tắt live rồi đó các chị. Em sẽ bật live mới, 2 phút nữa các chị quay lại giúp em sẽ có một live stream mới nhé.